Em có thích lái ô tô không? Có, em cũng biết lái chút ít rồi. Ai dạy em thế? Ông anh họ em làm cảnh sát giao thông ở bộ. Chứ không phải ông anh Thanh à? Anh không còn chuyện gì để hỏi à? Em yêu anh thế nào? Anh không biết à? Anh mà nhắc đến lão ấy một lần nữa, đừng trách em là đáo để. Anh đùa một tí mà. Nếu em thích con xe như thế kia, anh sẽ mua cho em. Nhưng em phải thi bằng đã. Em có bằng rồi, nhưng chưa biết lái. Chưa biết lái mà đã có bằng? Em là hoa hậu, muốn gì mà chả được. Em chỉ nói nửa câu, Sở Giao thông Công chính cho bằng ngay. Thế thì tốt. Chủ nhật này anh sẽ bổ túc tay lái cho em. Thông minh như em, chỉ cần lái 2 buổi là ngon. Alo, ông Sơn hả? Ừ, tôi Lâm đây. Tôi cần lấy một con xe. Tất nhiên là mới 100% chứ. Thế này nhá, ông bọc lại ghế da cho tôi và thay bộ dàn Pioneer vào đấy. Ok, 3 ngày nữa lấy xe hả? Sao ông cứ nói chuyện tiền nong với tôi thế nhỉ? Xong rồi, thứ 6 lấy xe. Chủ nhật em lái xe đưa anh lên Tam Đảo. Chỉ cần lên Tam Đảo một lần là thành tay lái lụa ngay. Nhưng mà phải đăng ký xe tên em đấy. Tên ai mà chả được, xe của em cũng là xe của anh, có gì đâu. Anh ạ, may mà anh xử lý kịp, không thì xe của Long vực ấy. Có bị hỏng nặng không anh? Khá nặng, vỡ két nước, chùn khung, cong trục lái, toàn bộ đèn trước phải thay. Thế có tốn nhiều không ạ? Ít thôi, khoảng gần 100 triệu, nhưng anh chị lo gì, đã có chị kia lo hết rồi. Chào anh chị ạ. Anh ta không đùa đấy chứ? Em khỏi lo, anh đã mua bảo hiểm xe rồi. Tất cả tiền sửa chữa thay thế đã có bảo hiểm lo. Anh đừng an ủi em. Độ vài triệu chắc bảo hiểm người ta còn chịu. Chứ đằng này gần 100 triệu, ai người ta nghe. Anh ấy nói đúng đấy chị ạ. Chiếc xe này đã được mua bảo hiểm toàn bộ xe. Nên bị như thế này, chứ bị cháy nổ, thậm chí bị mất cắp, bảo hiểm chúng tôi sẽ có trách nhiệm sửa chữa và bồi thường. Anh cứ yên tâm, toàn bộ chi phí chúng tôi sẽ chịu. Xe mới mua mà đã bị như thế này, anh không giận em chứ? Có gì mà giận, sửa xong xe lại như mới. Còn nếu em vẫn không thích, mình mua xe khác. Mời anh ký vào giấy đề nghị để chúng tôi tiến hành luôn.